Dòng sông là khởi nguồn của sự sống, là dòng chảy mang thịnh vượng và tài lộc. Đà Nẵng luôn mang trong mình sức sống và khát khao vươn lên bởi có một dòng chảy không ngừng giữa lòng thành phố, cung cấp nguồn sinh khí vô cùng mãnh liệt. Đó chính là dòng sông Hàn. Lựa chọn vị trí đắc địa, hội tụ sinh khí trên lòng mạch phồn hoa, Vingroup đã mang đến một kiệt tác với động sản nghỉ dưỡng Vinpearl Riverfront Condotel. Vinpearl Riverfront Condotel tọa lạc bên cầu sông Hàn, vị trí trung tâm trên con đường kết nối trung tâm Đà Nẵng với bán đảo Sơn Trà và ngay sát trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Đà Nẵng Vincom. Sở hữu tầm nhìn rộng mở hướng ra sông Hàn, từ đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố bên sông rực rỡ về đêm, mang đến một không gian nghỉ dưỡng hiện đại giữa thiên nhiên thanh bình. Tại vị trí cuối cùng đẹp nhất của trung tâm thành phố, mảnh đất vàng trên con đường ven biển sầm uất nhất, một kiệt tác bất động sản làm thay đổi diện mạo của thành phố. Một siêu phẩm nghỉ dưỡng mang tên Vinpearl Brisbane Condotel. Vinpearl Brisbane Condotel là dự án duy nhất có quyền sở hữu vĩnh viễn tại trung tâm đường Trần Phú, Nha Trang. Được tư vấn thiết kế bởi ADAS, đơn vị kiến trúc danh tiếng bậc nhất thế giới. Vinpearl Brisbane Condotel là dự án đầu tiên thuộc hệ thống Vinpearl Condotel của tập đoàn Vingroup, có 70% các căn hộ khách sạn trực diện biển. Thiết kế thông minh đảm bảo các căn hộ khách sạn sở hữu tầm nhìn tối đa, rộng mở, hòa cùng biển cả. Thiết kế tòa nhà là biểu tượng cho sự chiến thắng, thành công và đẳng cấp. Các khối tầng được giật cấp để đảm bảo độ thông thoáng cho tất cả các căn hộ khách sạn, xen kẽ với sân vườn tạo cảnh quan sinh động cho tòa nhà. Ngoại thất và nội thất của Vinpearl Brisbane Condotel được thiết kế theo phong cách mùa xuân Địa Trung Hải tiêu chuẩn quốc tế, là sự kết hợp giữa nét độc đáo, tinh tế của phong cách cổ điển sang trọng với không gian lịch lãm của phong cách hiện đại. Vinpearl Brisbane Condotel sẽ mang đến một kỳ nghỉ thời thượng và thú vị với trung tâm thương mại Vincom cùng mô hình All in One, tất cả trong một, nơi quy tụ các nhãn hàng nổi tiếng thế giới, rạp chiếu phim, khu vui chơi Vinpearl, khu ẩm thực, siêu thị. Vinpearl Brisbane Condotel còn được trang bị đầy đủ các tiện ích cao cấp, gồm nhà hàng buffet, hồ bơi ngoài trời, phòng tập gym, spa, business center, kid club. Với tất cả các ưu điểm vượt trội, hai dự án căn hộ khách sạn Condotel của tập đoàn Vingroup tại Đà Nẵng, Nha Trang chắc chắn là sự lựa chọn số 1 cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp nhất.